Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Bí mật Phi Nhung giàu nhẹm khi con gái chuột phơi bày, dân tình chua xót. Sự hy sinh của Phi Nhung dành cho con gái chuột quen đi phạm đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không quên, khiến khán giả xót xa. Chuyện Phi Nhung có con gái chuột phải đến năm 2017 nữ ca sĩ mới quyết định công khai. Lúc này, thông tin gây chấn động mạnh mẽ bởi từ trước tới nay, khán giả luôn nghĩ rằng giọng ca Bông Điên Điển độc thân, chỉ nhận con nuôi và một lòng hướng Phật. Suốt hơn 20 năm qua, Phi Nhung luôn giấu nhẹm mọi thông tin đời tư, hiếm hoi của ca sĩ mới đăng ảnh con gái ruột. Cho đến khi qua đời, khán giả mới biết thêm một sự thật nữa rằng cô ca sĩ đã lên chức bà ngoại. Cả cuộc đời giấu kín mọi bí mật, đến nay những thông tin đó lại được chính con gái ruột lần lượt hé lộ. Trên trang cá nhân mới đây, Wendy Phạm đã chia sẻ loạt ảnh về mẹ và con trai đầu lòng. Con gái ruột duy nhất của Phi Nhung tự hào khoe rằng đây là bức ảnh ba thế hệ cùng hồi ngộ. Khoảnh khắc cổ ca sĩ nhí nhảnh, vui đùa cùng con gái và cháu ngoại khiến khán giả không khỏi xót xa. Nhiều người chiêm nghiệm rằng phải chăng Phi Nhung không phải là người nổi tiếng được khán giả chú ý thì cuộc sống của cô cũng sẽ bình thường như bao người. Cổ ca sĩ có thể thoải mái khoe ảnh con cháu trên mạng, vui đùa cùng mọi người mà không phải cố gắng giấu giếm đi niềm hạnh phúc của mình. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung vốn là người rất kín đáo và giản dị. Cô ca sĩ ít khi phô trương hay khoe khoang cuộc sống thượng lưu. Dù là người sở hữu các xe thuộc hạng cao, Phi Nhung thổ lộ cô vốn sinh ra trong gia đình khó khăn nên luôn trân trọng. Đây cũng là lý do khán giả yêu mến cũng như tiếc thương khi nữ nghệ sĩ qua đời đột ngột. Cười mở, sống hết lòng vì người khác, thế mà bản thân Phi Nhung lại có nhiều điều không phải ai cũng hiểu thấu. Phi Nhung chia sẻ thật tâm nỗi khổ của bản thân mình, hình thành từ ngày khi còn tuổi thơ không may mắn. Mười mấy năm trước, Nhung đi hát, nói thật là Nhung không có niềm tin. Nhưng muốn chơi với bạn, nhưng không có ai chơi với mình. Nhung không hiểu sao lại như vậy, mỗi lần hát xong, Nhung kéo vali lên phòng và chỉ biết nói chuyện với con. Mỗi lần phỏng vấn, Nhung không có niềm tin để mà nói chuyện, chia sẻ. Nhung rất sợ nói về bản thân mình bởi xung quanh không ai chơi thật lòng với Nhung hết. Sau này khi Nhung về Việt Nam hát nhiều, một người bạn đã nói chuyện, tâm sự, cho Nhung niềm tin và dạy Nhung nhiều điều từ công việc đến chuyện giao tiếp bạn bè. Giờ ngồi đây với Thanh, Nhung đã hết sợ, Nhung lên sân khấu không còn sợ, nói chuyện với bầu show cũng không còn sợ. Tự nhiên, Nhung có niềm tin và mạnh mẽ trở lại. Nhắc đến con gái ruột Wendy Phạm, hơn 20 tuổi và đang học ngành y tá tại Mỹ, Phi Nhung chia sẻ, cũng chưa từng nghĩ con gái sẽ lo cho Nhung bất cứ điều gì. Cô chỉ cầu mong cho con có hạnh phúc tốt nhất và đừng khổ như mẹ là được. Cô không muốn làm phiền đến con bất cứ điều gì khi con gái đã có gia đình riêng. Trò chuyện cùng với Phi Nhung, Trần Thành mong muốn Phi Nhung đừng tự bất công với mình quá, mà hãy nghĩ cho mình dù chỉ một lần. Anh mong mỏi sẽ lại thấy Phi Nhung tay trong tay với một đàn ông để bảo vệ, giúp Nhung. Tôi chưa thấy anh bồ nào của cô mà không đẹp trai hết. Cô ấy đi qua rồi, sướng cũng có mà khổ cũng nhiều. Chắc là mỗi người sinh ra trong cuộc sống này đều có sứ mệnh và Phi Nhung đã tìm ra được niềm vui lớn nhất là đi hát và nuôi dạy các con. Phi Nhung cho biết dù cô và Mạnh Quỳnh đã khá quen thuộc với khán giả, nhưng cặp đôi luôn được khán giả yêu thương và chưa bao giờ nguội trong mắt công chúng. Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sẽ kết hợp trong live show Chuyện Ba Người tại Hà Nội. Đêm nhạc đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc mang đậm hơi thở bolero với những ca khúc nổi tiếng và kinh điển của bolero Việt Nam nhiều năm qua. Tam ca được biết đến là một trong những bộ ba ăn ý nhất của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero, không chỉ giống nhau vì đều có giọng hát trời phú và niềm đam mê ca hát trẻ bỏng, mà cả ba được ngưỡng mộ bởi tình bạn đẹp hơn 20 năm. Chia sẻ trong buổi họp báo live show, Phi Nhung cho biết dù đã đứng trên sân khấu Việt Nam nhiều lần, song lần này vẫn hồi hộp bởi do dịch Covid-19 mà rất lâu rồi cô mới trở lại sân khấu trong nước. Bản thân Phi Nhung đã diễn ở Việt Nam cũng nhiều rồi, thế nhưng lần này cực kỳ hồi hộp và giống như mới bắt đầu về nước sau đợt dịch trước Tết vừa rồi. Ở hải ngoại, ba chị em hát chung nhiều, nhưng ở Việt Nam thì chưa. Dù tôi và ca sĩ Mạnh Quỳnh đã nhiều lần kết hợp trên sân khấu, nhưng tôi và Mạnh Quỳnh chưa bao giờ nguội.
luôn được khán giả yêu thương. Vừa vui mừng, vừa hồi hộp và mong mang đến những điều mới mẻ hơn đến với khán giả, Phi Nhung cho biết. Về phần âm nhạc của Chuyện Ba Người sẽ là những ca khúc bolero nổi tiếng và được biết đến rộng rãi trong nhiều năm qua như Trộm Nhìn Nhau, Ai Lên Xứ Đào Hoa, Nối Lại Tình Xưa, Linh Hồn Tượng Đá, Đường Về Ngoài Ô, v.v. Phần trình diễn của Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung vẫn giữ được chất tình, nhưng ca khúc sẽ phổi lại cho mới mẻ, hiện đại hơn. Phần hòa âm sẽ đa dạng, nhiều màu sắc, sân khấu hiện đại, màu sắc mới nhưng hồn, gốc vẫn là bolero. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.